xin chào các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình. Và hiện giờ mình đang có mặt ở trên phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Và hôm nay thì mình quay cảm nhận của mọi người xung quanh về hai mùi hương của Nam trong mùa đông, đó chính là Ja Club của nhà Replica và Dolce & Gabbana The One phiên bản EDP. Và thật tiếc Hà Nội hôm nay thì khá là lạnh, tầm 20 đến 22 độ. Và chúng ta hãy cùng xem ai là người chiến thắng trong ngày hôm nay nha. Anh đến kênh YouTube Kiên Fragrance và anh đang có hai cái mùi cho bạn nam và mùa đông. Thì anh muốn em ngửi thử xem em thích cái mùi hương nào. Anh đã xịt ra giấy rồi. Đây, chỗ này. Hai bạn có thể đổi với nhau xem hai bạn thích mùi nào. Thích mùi này không? Em thích mùi này hơn nhỉ? Ờ, à, đây là chai nước hoa mà em thích. Tại sao em lại thích cái mùi hương này? Mùi nhẹ nhàng. Nó nhẹ nhàng nhỉ? Nó nhẹ nhàng mà nó hợp với bạn nam hơn vào cái mùa này đúng không? Rồi, thì anh cảm ơn nhá. Mình đã xịt ra giấy rồi. Đây. Các bạn thích mùi hương, hai bạn đổi với nhau xem các bạn thích mùi nào. Biết đâu bạn mua được quà cho người yêu. Cái mùi này nó nhẹ hơn, cái mùi này nó nặng hơn anh ạ. Anh có thể cho em ngửi thêm được không, bởi vì nhẹ mùi ấy. Mùi nào? Cả hai mùi đi, tại nó như nó bị bay sao ấy. Đây. Để... quà là có quà phải không? Cái sợi mới đầu nó hơi nồng ấy. Mùi này có mùi của hương gỗ ấy. Nước hoa cho nam vào mùa đông thì không biết là bạn thích mùi nào hơn. Mùi này sẽ mát mát, hợp mùa hè hơn. Còn mùi này mùi này sẽ thích hợp mùa đông hơn anh ạ. Vậy là đây, cái chai mà bạn chọn là chai này. Bạn nam thích, bạn thích mùi nào? Em lại thích mùi này hơn. Bạn nam thích mùi này. Mình đến kênh YouTube Kiên Vegan ấy, và đây là hai mùi hương cho nam và mùa đông, thì mình muốn xem là bạn sẽ chọn mùi hương nào. Đây, bạn trước bạn ngửi mùi này, chỗ đây. Bạn thích mùi nào hơn? Bạn cần ngửi lại không? Em thích cái mùi này hơn. Mùi này hả? Thế lý do vì sao em lại thích cái mùi này? Cái mùi này thì nó có vẻ sang trọng hơn nhưng mà em thấy nó hơi bị nồng. Nó hơi bị nồng. Còn cái mùi này kiểu nó tự nhiên là kiểu cảm giác nó... nó men hơn ấy hả? Không phải, kiểu nó nhẹ nhàng cho cái mùa thu Hà Nội hơn ấy. Rồi, mình cảm ơn nhá. Và đây là chai nước hoa mà bạn thích. Okay, so here I have two type of perfumes for men in autumn and in winter. So I want you to choose which one you prefer. It's already sprayed, yes. Yeah? And this one. Okay. I like. Ooh. You can smell it again. Well, I know this one very well. This is Dolce & Gabbana on the one, and, yes, and it's the fragrance I use. Yes, but which one do you prefer? Dolce & Gabbana on the one. Okay, thank you so much. Can you just tell me why you prefer this one better? Well, this one, it's a little bit more subtle in flavor, and this one's very sweet, I think. Yeah. In my opinion. I'm not a very good connoisseur when it comes to fragrances, but I recognize the smell. Okay, thank you. You're very kind. Okay, cool. Thank you so much. Cool. So this is two kind of perfume, and I want you to smell it. Yeah. Okay, you can take it. Yeah. Do I need to choose one thing? Just you choose smell it first. Which one do you sell or something like? No. I'm not sell. Just about the review. Yeah. I want you to smell this one first. Oh, okay. Yeah. Okay, and after that, this one. I like this one. Okay, so you like this one? Yeah. So this your perfume. Yeah. So can you tell me why you like this one? It's more. How can I say, like, actually I don't like to use this some cosmetic of the man. The smell is too hard. Oh. Okay. Yeah. I think it's this really one is lighter. Yeah. Right. Okay. Yeah, yes. Okay. Thank you so much. Yeah. Okay. Here I have two kind of perfume for men in autumn and winter. Okay. I want you to smell it and give me your feeling. Which one do you prefer? Well, this is another one. Yes. This is kind of like a vanilla. Yeah. Like vanilla scent. Yeah. Yeah. You can smell it too. Like vanilla. And this one.
this is like one of this. I like this already. Yeah. I'm not sure. But you haven't tried this one yet. Tried this one yet? This one is my favorite. But, more citrus. Yeah. More mild. I like this one. Okay, so you like this one? So this is maybe more feminine. Yes, because this is your perfume and this is your. Yeah. Yes. Okay. Okay, can you show me? Can you tell me why you prefer this one better? There's some sharp. Sharp feeling. Sharp feeling to it. Yeah. Lime. Like hits you in your face like better. Than yes. Like yeah. More. I think like more feminine. Soft. Oh. Softer. Yes. Like this is feels like okay. More powerful. Yeah. So maybe that's okay. Okay. Thank you so like, much. Oh, thank you very much. Thank you so much. Thank you. Và các bạn đã nhìn thấy tỷ số của Replica, Jack Club và Dolce & Gabbana The One rồi đúng không? Jack Club giành chiến thắng áp đảo về mùi hương. Còn về cái phong cách và độ bám tỏa thì mình đã từng review hai em này rồi, thì mình sẽ để link ở phía trên để cho các bạn cùng xem. Thì mình mong rằng là đây là một cái video phỏng vấn rất là khách quan để cho các bạn nếu các bạn đang băn khoăn về hai chiếc nước hoa này thì các bạn có thể lựa chọn được xem là em nào sẽ là người đồng hành bạn vào mùa đông sắp tới. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì các bạn hãy like, share và subscribe kênh YouTube của mình và bình luận ở bên dưới xem là các bạn muốn mình làm những cái mùi hương nào trong thời gian sắp tới, xem là những cuộc chiến nào chúng ta sẽ nổ ra trong thời gian sắp tới thì mình sẽ đi quay cho các bạn. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.